Các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái công cụ mà website của mình đang xây dựng hiện tại là đã chạy được rồi và có thể đưa ứng dụng được, đó là hệ thống Redmine. Thì hệ thống Redmine của mình có để ở đây cho phần công cụ, của bạn có thể vô website của mình smartitsearch.com, sau đó phần công cụ có Redmine System, các bạn có thể click vào đây, các bạn có thể click vào đây. Thì khi mà các bạn click vào đây nó sẽ ra một cái trang web Redmine, thì thông thường nó sẽ bắt mình phải đăng nhập. Thì hiện tại cái Redmine này là gì, thì có một cái clip mình hướng dẫn cho các bạn xem biết Redmine là gì. Thì đây nó chính là cái hệ thống quản trị về dự án. Thì khi mà các bạn đăng nhập vào, và có một cái tài khoản, thì các bạn liên hệ với website của mình, các bạn có thể vào phần sản phẩm, sau đó vào phần dịch vụ. Và phần dịch vụ thì các bạn sẽ thấy được cái phần gọi là có hai cách. Một là bạn sử dụng cài đặt hệ thống này, hoặc là bạn thuê. Ví dụ như bạn chỉ cần bỏ ra 250 ngàn một tháng, 250 ngàn một tháng. Giá này thì là tất cả các tài khoản mà các bạn cần, các bạn có thể liên hệ với mình. Ví dụ giống như hiện tại là bạn có 50 người hoặc là 100 người gì đó, đưa cho mình thông tin là mình tạo account, mình không giới hạn luôn. Còn cái vận hành ở đây thì server này hiện tại mình đang tính cho các bạn chỉ là cái phần thuê về dự án thôi. Tức là mình sẽ thuê một dự án, với một dự án như vậy thì là 250.000 tính theo tháng ha, theo tháng. Rồi thì khi bạn nhập thông tin vào đây, mình sẽ demo cho bạn thấy hệ thống này nó gồm có những cái gì mà các bạn có thể xài được, sử dụng được ha. Nhập vào rồi, khi mà các bạn nhập thông tin vào, nếu mà trường hợp các bạn có mã bảo mật mà gọi là bạn cần bật lên hai lớp, thì nó cũng có cái authentication hai lớp luôn. Cái này có thể chạy được ở chế độ mobile luôn ha, chế độ mobile. Rồi khi bạn thì ở đây mình có một cái project sample cho bạn xem đó. Các bạn có thấy được bạn hãy tạo tích cực được. Thật sự được, bạn thì thống kê bằng Gantt chart, thống kê bằng chart được hết tất cả mọi thứ luôn. Ok, đây là một cái dự án mà mình có thể ví dụ cho bạn xem. Ví dụ như đây là một cái dự án, các bạn có thấy mình đây mình thu nhỏ lên tí cho các bạn dễ nhìn. Rồi mình có bao gồm các tab như là overview, mình nhìn thấy tổng thể của cái dự án của mình, bao gồm là các loại tracker là tab nè, bug nè, Q&A nè, change request, issue, risk report. Rồi mình có thể coi những activity hiện tại trong cái dự án của mình, ai đang thao tác. Ai đang hợp tác, ví dụ như các bạn Phú này, bạn đang resend cái task unit tích cây tạo xong rồi, còn bạn Hy này indirect task này đó. Rồi mình coi được cái roadmap của từng phần đó, từng phần các bạn đang làm gì, bao nhiêu phần trăm. Rồi danh sách này là danh sách issue của tất cả các tích trình này ở đây. Rồi mình có tag date, due date và estimate time. Rồi mình có thể tạo mới một cái tích trình, mình kéo new một issue như thế này. Sau khi mình new một cái issue thì nó sẽ ra một cái trang mình thấy chọn loại tích trình, loại tracker. Loại tracker, sau đó mình nhập thông tin. Rồi ở đây mình có cái visual editor, các bạn thấy ở đây đó, mình có thể giao diện rất là cơ bản, rất dễ nhìn ha, mình có thể chọn vào đó. Rồi trong quá trình mà bạn chụp hình, chụp một cái hình nào đó, ví dụ như bạn test một website, các bạn chụp hình như dùng như đây đi ha, mình chụp một tấm hình lên, hoặc có thể là chụp bất gì đó, các bạn chụp một tấm hình copy email, thì qua đây bạn chỉ cần nhấn Ctrl V, các bạn bắt vô thì nó tự hiểu cái clipboard này ra đây luôn, bạn có thể coi lại ngay tức đó. Cái cách nó sẽ là như vậy, thì mình có thể rất là tiện ha. Rồi sau đó nhập thông tin, sau đó chọn là Sunny đó. Rồi là về chi tiết những cái field này thì mình sẽ báo chỉ hướng dẫn trong cái clip sau, hiện tại mình chỉ rồi trong phần đây. Sau đó qua cái phần Gantt chart, bạn hãy click vào cái Gantt chart để coi cái chart của bạn nè đó, coi chart có tác trễ hay không trễ. Rồi qua phần wiki, wiki sẽ để hết tất cả toàn bộ thông tin của bạn trong dự án này hiện tại. Ngoài ra mình còn có cái phần gọi là setting nè, mình vô đây mình có thể bật những cái module khác. Ở mỗi module này nó sẽ có những cái feature nó khác nhau và đáp ứng được hết tất cả các phần mà các bạn có thể làm được trong một cái hệ thống quản trị dự án. Vì rồi xong rồi, ngoài ra nó còn gắn vô cái gì, gắn vô một cái web hook ở trong cái thằng message ở đây là Slack á, tức là trong quá trình update những cái tích cực hay trong quá trình các bạn làm gì trong cái tích cực này, thì trong cái group Slack của bạn nó sẽ được notification lên. Rồi rồi thì đây là cái group notification mà bên kia update tích cực nó sẽ dâng lên như thế này, các bạn thấy không, ai update giờ nào làm gì ở bên kia lúc đó. Đó cho nên trong quá trình bạn thao tác dự án, mà ở trên đây cập nhật hầu như là real time. Nếu các bạn sử dụng với khách hàng, các bạn có thể share khách hàng update trên đây, thì các bạn real time cho nó luôn. Ngoài ra ví dụ như khách hàng test thì có thể log bot trực tiếp trên đây. Rồi đây là về feature của Redmine, thì trong cái clip sau nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn nó chi tiết cụ thể hơn về những cái feature này. Thì khi các bạn order bên mình thì bên mình sẽ hướng dẫn các bạn setup từ A đến Z, rồi sau đó hướng dẫn các bạn cách sử dụng, tư vấn cho các bạn, và trong quá trình các bạn làm nếu mà có vấn đề về đó, thao tác mà bạn khó thì mình sẽ trực tiếp chỉnh sửa ha, trực tiếp chỉnh sửa. Thì khi các bạn mua ở bên mình, khi các bạn order ở bên mình, thì các bạn sẽ nhận được một cái mã mã dự án, là đường link tới dự án đây, tạo dựng quản lý bằng Redmine.
Rồi các bạn sẽ nhận được một cái như thế này, rồi bạn là sẽ là PM, rồi các bạn add người vào, sau đó các bạn tự thiết kế cái dự án của các bạn. Rồi ở đây thì cái quy trình ở trên đây mình đã thiết lập sẵn rồi, cái quy trình từng cái tích kịch chạy như thế nào, làm thế nào mình đã thiết lập sẵn hết rồi. Thì cái việc mà thiết lập sẵn này nó cũng dựa theo cái chuẩn của phần mềm. Thì theo chuẩn của phần mềm thì thông thường các bạn mà làm phần mềm mà outsource á thì có những cái khái niệm như thế nào mình cũng đã làm sẵn hết rồi cái quy trình, cho nên chắc chắn nó sẽ chạy ok. Và mình đã test trên một cái test trên nhiều công ty là quy mô từ 100 tới quy mô từ 10 tới 150 người là chạy được hết rồi, không vấn đề gì cả. Cho nên nếu nếu các bạn có thắc mắc, có câu hỏi nào thì có thể comment hoặc là liên hệ với mình thì mình sẽ giải đáp ha, sẽ giải đáp. Giá đây thì cũng rất là mềm, chỉ có 250 ngàn một một tháng đối với một dự án, đối với một dự án. Rồi xin hết.